Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, xoay quanh vụ việc UAV VKZ10 của Trung Quốc xuất hiện gần bờ biển Việt Nam, xin gửi tới quý vị tiếp một bài viết trên trang mạng Tencent. Bài viết có tựa đề: UAV quân dụng Trung Quốc hiện thân ở bờ biển Việt Nam lần đầu tiên trong 5 năm qua. Sau khi trích dẫn lại thông tin của bài báo nước ngoài về vụ việc, bài viết bình luận: Hành động này của Giải phóng quân Trung Quốc không nghi ngờ gì chính là một uy hiếp đối với Việt Nam mấy tháng gần đây lãnh đạo cấp cao ở việt nam trải qua nhiều biến động thái độ đối với trung quốc cũng xuất hiện những thay đổi tinh tế có thể lấy hai sự việc gần đây nhất làm ví dụ thứ nhất là việc việt nam và philippines lần đầu tiên tổ chức diễn tập chung lực lượng cảnh sát biển theo thông tin từ hai phía philippines và việt nam nội dung chủ yếu của lần diễn tập này là cứu hộ và phòng chống cháy nổ trên biển mục đích là để đề phòng sự xuất hiện việc bất ngờ ở biển đông Mới nghe qua thì có vẻ là không có gì đáng chú ý, nhưng trên thực tế hành động này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng Việt Nam có ý định hợp tác với Philippines trong vấn đề Biển Đông. Kết luận này không phải là sự suy đoán lung tung mà cần biết rằng trước cuộc diễn tập này, Việt Nam vừa mới đi theo dấu chân của Philippines, đệ trình lên Liên Hợp Quốc tuyên bố về ranh giới thềm lục địa mở rộng. Hơn nữa, Việt Nam còn cùng với Philippines ký kết hiệp định tăng cường hợp tác hàng hải trên cơ sở đó, diễn tập trung trên biển của Philippines và Việt Nam rõ ràng là có ý đồ liên thủ đối phó Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Thứ hai là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí Thư, Phái đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã sang thăm Mỹ. Người hội đàm với ông Thắng là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Mark Campbell, người được đặc biệt danh là Sa Hoàng Châu Á. Ông Nguyễn Xuân Thắng đã đánh giá cao quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ hai nước nên tiếp tục tăng cường giao lưu. Là hoạt động ngoại giao đầu tiên của chính phủ Việt Nam thời Tô Lâm, chuyến thăm này cho thấy sự coi trọng và phụ thuộc của Việt Nam với Mỹ. Tuy chúng ta không thể vì vậy mà đoán định rằng Việt Nam sẽ triệt để đảo hướng sang Mỹ, nhưng không thể phủ nhận là Việt Nam có khuynh hướng ngả sang Mỹ. Trong bối cảnh này, máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc hiện thân gần bờ biển Việt Nam, rõ ràng là mang đến ý nghĩa cảnh cáo nhất định. Cần biết rằng VZ10 là một UAV trinh sát tấn công rất mạnh mẽ, có thể thu thập và định vị tín hiệu radar đối phương có thể tiêu diệt mục tiêu điện tử ở cự ly vài trăm km, đồng thời còn có thể mang các tên lửa không đối không, không đối địa và chống hạm. Sự xuất hiện của nó có nghĩa là giải phóng quân hoàn toàn có năng lực tiến hành tấn công áp đảo đối với các nước xung quanh biển Đông. Nếu Việt Nam có bất kỳ động tĩnh nào bất thường, Trung Quốc đều có thể nhanh chóng thu được tình báo và đưa ra phương án. Tất nhiên, là ngoài ý nghĩa uy hiếp, phía Trung Quốc đối với Việt Nam cũng biểu hiện đầy đủ thành ý hợp tác sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời phía Trung Quốc đã thực hiện nghi thức phúng điếu cấp cao và phái quan chức cao cấp đích thân sang Việt Nam viếng. Sau khi ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo tối cao của Việt Nam, phía Trung Quốc là nơi gửi điện chúc mừng sớm nhất. Trung Quốc bày tỏ Trung Việt cùng chung vận mệnh, có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam một đường, củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương sâu sắc hơn. Đối với ông Tô Lâm, điện mừng của Trung Quốc trong trình mực nào đó cũng cho thấy sự ủng hộ của Trung Quốc đối với ông Lâm khiến cho ông có thể đứng vững trên chính đàn mau hơn. Tổng kết lại, trong xử lý quan hệ với Việt Nam, chiến lược chủ đạo của Trung Quốc là ân uy đều dùng. Một mặt, hệ tư tưởng chính trị hai nước gần gũi lại là láng giềng, hai bên có thể hợp tác là tốt nhất. Mặt khác, tham vọng của Việt Nam ở Biển Đông là điều chúng ta đều thấy. Việc này đòi hỏi chúng ta cần tiến hành uy hiếp họ và chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất hiện nay phía Trung Quốc đem hai lựa chọn và kết quả đặt lên mặt bàn. Nên lựa chọn như thế nào thì Việt Nam hãy nghĩ cho kỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung bài viết bình luận về sự việc máy bay không người lái chính xác của Trung Quốc cố tình bộc lộ hoạt động ở gần bờ biển Việt Nam. Khác với bài viết hôm 6 tháng 8 mà tôi đã dịch đăng trong video trước thuần túy dọa nạt về quân sự, bài viết này có giọng điệu lúc nhu lúc cương khi dọa dẫm lúc vỗ về giống như một mưu sĩ du thuyết thời chiến quốc. Người tác giả bài viết này cũng nêu ra một số dẫn chứng mà người ta cho rằng là biểu hiện của sự thay đổi thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc. Đó là chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Xuân Thắng và tàu cảnh sát biển 8002 sang Philippines diễn tập chung. Tuy vậy, đây cũng chỉ là những nhìn nhận đơn phương của họ trong lúc họ đang bực tức vì một loạt sự kiện đang diễn ra mà thôi. Cá nhân tôi nghĩ, dù ai làm lãnh đạo Việt Nam, thì chính sách nhất quán đúng đắn vẫn là không chọn phe. Tất nhiên trong sách lược thì có thể linh hoạt. Có khi hơi ngả sang bên đây một chút, lúc khác lại hơi ngả sang bên kia một chút. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.